từng là một con búp bê được ban cho sự sống nhờ phép thuật, quen sử dụng chính những công cụ đã tạo ra mình. Cô mang năng lượng tình yêu của chủ nhân trên từng bước chân, với quyền năng thanh tẩy từ xương lam, một loại ma thuật cổ xưa, đem tới sự bảo vệ và phước lành cho cây kéo, kim và chỉ khâu. Sự sống là điều quá mới mẻ với cô, nhưng Gwen rất hạnh phúc. Cô đã hạ quyết tâm chiến đấu với những điều tốt đẹp trong thế giới đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Và đến những giọt máu cuối cùng trong tay chủ nhân của mình là anh chàng Selfie, thì Gwen cũng chưa bao giờ từ bỏ khát vọng sống. Video hôm nay sẽ là hành trình kỳ diệu của Selfie với khế ước quỷ đá, tranh tốt cực kỳ khốc liệt khi có đến hai người khác cũng pick nâng cấp này. Thì anh em cũng hình dung được cái viễn cảnh nó éo le thế nào rồi đúng không? Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao. Tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé! Cổng dịch chuyển sẽ mang 8 người chơi đến với trường đại học Piltover, nơi sẽ có nâng cấp đầu tiên là bậc kim cương. Sau khi kết thúc 3 rau quái, anh có cho mình 3 mảnh trang bị là găng, gậy và giáp. Và đúng như đặc điểm của trường đại học, người chơi sẽ luôn có những chiếc nâng cấp bling bling ngay 2.1. Với huyền thoại Ezreal thì Selfie sẽ có kho báu chôn giấu. Tuy nhiên bậc kim cương thì sẽ có nhiều thứ ngon hơn nhiều nên anh quyết định roll lại cái 2 và 3. Rồi pick khế ước quỷ đá để tạo đột biến. Chắc chắn sẽ là lên 6 rồi. Kích hệ hoàn hảo với 3 Noxus, 2 đấu sĩ, 2 phù thủy. Anh lắp cho Kata căng bảo thạch. Đối phương mới chỉ 3 quân và bị đấm không chơi phát nào. Mới 2.2 thôi mà trận đấu đã hấp dẫn rồi đây. Hai nhà quỷ đá gặp nhau, liệu ai sẽ là người chiến thắng? Chavan có cú úp sọt tốt, choáng nguyên dàn trên của Selfie. Chen tạo giáp câu kéo đủ thời gian cho dàn Haren phía sau bù đâm vào. Bên ta thì thua thiệt hơn vì quá nhiều tướng tay ngắn và bị cấu rỉa. Phải nhận về trận thua khá đau với 4 chess. Có đến 3 nhà khế ước quỷ đá trận này nên dù Selfie còn 46 máu nhưng vẫn phải nhặt đồ lượt 2 và chọn mảnh cung. Anh bán cá sấu và lắp quyền năng cho đại tướng Darius. Với lối lên đồ và phong thế này thì át hẳn chúng ta đều đoán được anh chơi Noxus rồi đúng không nào? Hãy tiếp tục trận đấu để kiểm chứng nhé! Đối thủ 2.5 này là 60 Second, lấy về một hình nhân với 3 tộc hệ và đánh flex quanh nó. Hệ kích là đẹp, hàng thủ chắc chắn với sát thương đốt từ giáp lửa đã cản trở việc bổ của gã tiểu phu. Kata gây chưa được nhiều sát thương, thậm chí còn kích vô pháp ngay tại chỗ nữa. Đúng là game beta mà! Thế là phải nhận về trận thua 2 chess. Kata bị quái hư không hất tung, sau đó là Rek'Sai khiến cô mất nhiều máu và ẩn thân chi thuật ra sau. Darius vung dìu giết điểm Rek'Sai, Jin nã đạn và cho đại tướng lên bảng. Gwen cùng đồng minh tiếp cận Jin. Hết cứu, chủ tư phải trả giá bằng mạng sống. Lúc này anh đã lên được 7. Thêm con Gwen nữa xuất hiện trong cửa hàng. Về phía người đá thì cho thêm một giáp, một váy. Anh tiến hành roll, có ngay cho mình các tướng 5 vàng là Senna hay Ahri. Gwen cũng lên 2 sao. Chắc chắn là phải xoay bài rồi, cho Kata và Darius chim cúc, thay vào đó là Ahri, Yasuo, quyền năng và crit phép được ghép lại cho búp bê. Dù chưa được kích đủ tề, nhưng lớp giáp bảo đến từ quần đảo bóng đêm cùng sát thương từ kỹ năng đã giúp Gwen lần lượt lụm đầu mấy chú em. Chú ngông bên kia cũng chơi khô máu với khí ước quỷ đá ở 7, bị đầm 2 chest còn 6 máu. Đến vòng chọn thứ 2, game hạ nhiệt với bốc bạc. Selfie chọn hàng chờ Pandora, nó sẽ giúp anh lên được các tướng chất lượng 2 sao. Anh bán Swain để dùng Kalista lấy 4 quân đảo. Z được bổ sung vừa có vô pháp mà quan trọng hơn là đồ tể, gia tăng sát thương cho Gwen. Cặp đôi hoàn cảnh Seth, Talia vẫn chưa có gì đặc sắc vì chưa con hàng nào lên 3 sao và trang bị cũng chưa max ping. Sẽ là một easy win dành cho Selfie. Seth 2 thay Warwick kích Ionia. Đối thủ 3.3 là nhà Noxus, tuy nhiên họ mất máu khá nhiều thì át hẳn stack của thường trinh phạt sẽ không nhiều đâu. Darius khéo nhẹ, Virgo kích vô pháp tẩu thoát, đấng Hasagi ăn một bổ lên bảng. Kẻ tiếp theo ăn dìu là Z, nhưng sát thủ bóng tối vẫn còn vô pháp nên không lo. Darius bị ngắt chiêu, Gwen vẫn đang được cắt, Samira bay màu, Darius bị Gwen trèo lái. Kalista đứng sau cắm giáo vào người đại tướng thì chắc chắn đây sẽ là cộng một chiến thắng cho anh chàng Selfie rồi. Hàng chờ ra con đấu to, anh dùng nó thay Virgo và lấy hiệu ứng giảm hồi máu cho ụ súng. Kai'Sa cũng vào sân, cho Kalista ra dự bị, cho Gwen thêm một quyền năng. Seth lôi Javan và Chen địch thêm gần nhau hơn. Đấng Ulti và Senna bên kia, Gwen luồn lách sang phần sân Aphelios đang đứng.
song Nguyệt Chiến Binh 1 sao, máu quá mỏng và chịu không nổi một cắt. Trong 3 người chơi quỷ đá nói riêng và lobby nói chung thì Xiaofei là người duy nhất có được ngọn lửa win streak. Bãi sói trà cung, găng và nước mắt. Vòng chọn cuối là nâng cấp vàng. Xiaofei pick nằm rõ kẻ thù. Sau khi kẻ thù đầu tiên chết mỗi round, các đơn vị gây thêm 25% sát thương. Hàng chờ giúp Shen lên 2 sao nên anh sẽ được thay cho Seth. Kata bị ụ súng thiêu đốt rồi tới Wayne focus, phải tàng hình và đột nhập ra sau. Kai'Sa bị Kata tấn công rồi lướt đi, tuy nhiên lại ở một khoảng cách không quá xa so với Kata, thành ra cả Kai'Sa và Heimer đều bị Kata Wayne solo với Darius, và lần này đại tướng là người áp đảo hơn, chó búp bê bay màu. Từ đó shut down Xiaofei. Đối trọng tiếp theo là 60 Second với Jinx 3 sao carry. Wayne bị nàng lép tấn công trực diện ngay từ đầu. Wayne cứ lượn lờ lên xuống quanh Taric, chưa đủ đam kết liễu thì Wayne đã bị Javan chôn một phát. Giáp lửa thiêu đốt búp bê, cô tỉnh dậy cố vùng vẫy và đép được thêm tới 3 chest. Cực kỳ ngoạn mục, nhưng rồi không thể hồi phục nên cũng bỏ mạng mà thôi. Shen vẫn còn đây, đưa mặt ra đỡ đòn cho dàn harem. Jinx và Zeri sẽ là đủ đam để có thể chiến thắng. Xiaofei chỉ còn 9 máu sau 4.3 này. Yasuo và Kai'Sa đều lên 2 sao ở 4.5, vuốt rồng lắp cho Shen. Lux có giảm kháng phép, nhưng với con Shen 2 cùng vuốt rồng thế này thì khó mà nằm ngay được. Đấng tài lanh Hasagi vào Swain rồi lãnh hàng loạt sát thương từ các phù thủy và phải ra đi một cách khá hụt hẫng. Heimer ném chiêu làm choáng bộ ba phía sau của địch, nhưng lợi thế về tầm chiêu vẫn giúp mực bồn nắng có lợi thế hơn so với Wayne. Nó xuất chiêu và đánh bại nàng búp bê trước khi cô tiếp cận. Nhưng còn đó ai nữ hư không với một pha ao nhây ấn tượng cứu vớt trận đấu cho Xiaofei với một chiến thắng xích sao. Những chú chim mang về rất nhiều đồ, 3 mảnh kiếm, một gậy, một váy. Bước sang 5 chấm, kẻ bất dung thứ được trang bị thêm rìa khổng lồ và huyết kiếm. Kiếm súng còn lại dành cho Kai'Sa. Hàng chờ Pandora cũng mang về 6 Wayne rồi. Lần này tái ngộ 60 Second thì Wayne đã được đưa xuống dưới nên không còn bị Jinx dồn nam trước. Bộ đôi song sát Yasuo Wayne bị Javan cầm chân. Kẻ bất dung thứ bốc hơi, Wayne vùng vẫy trả sát thương dứt điểm Javan, Taric và Swain. Nhưng Jinx được free shot và bắn tùm lum cho Wayne ra đi cùng ụ súng Heimer. Kai'Sa và Senna còn sót lại. Ái nữ hư không khó có thể tạo nên kỳ tích chỉ với kiếm súng trên người. Xiaofei tí đái khi chỉ còn đúng một máu mà thôi. Hàng chờ Pandora có 3 ô thì 2 ô đã cho ra 2 Wayne rồi. Anh bán hết tướng trên hàng chờ để kiếm Wayne 3, nhưng đáng tiếc chỉ dừng ở 8 con. Shen đưa cái mặt ngựa ra cho các phù thủy dồn đam. Anh hút sát thương và lên bảng là hết nhiệm vụ rồi. Đấng cũng không thể tồn tại quá lâu. Nhưng Wayne thì khác, với 2 quyền năng và giáp bảo từ quần đảo giúp cô trái lý hơn rất nhiều. Chưa hết, khi mà Heimer quang chiêu đúng trọng tâm thì Wayne liền lập tức lao tới. Sau đó là một pha triple kill không thể xuất sắc hơn, giữ lại trận đấu cho Xiaofei. Thử thách bây giờ mới thực sự ập tới, đó là con Darius 3 sao và họ chỉ còn 7 máu thôi. Có lọt top hay không là ở 5.3 này đây. Darius triệt hạ Z không quá khó khăn, Shen yếu máu cũng phải ra đi. Yasuo Hasagi lấy nửa cây máu của Kata, Wayne ra tay dứt điểm cô. Darius bị Heimer choáng, kẻ bất dung thứ cover hất tung đại tướng một nhịp. Darius cho Wayne một bổ nhưng sẽ là không đủ đam. Đấng là kẻ thế thân, Darius tiếp tục hồi chiêu và Wayne đi rồi ông giáo ạ. Darius đi bộ lên, Kai'Sa thả diều thành công và chiến thắng này không những giúp Xiaofei vào top mà thậm chí còn là top 2. Vòng chợ thì tình cờ con Wayne thứ 9 lại chạy thẳng đến chỗ anh. Húp vội thôi nào, sẽ có Wayne 3 sao ở cấp 7 dành cho Xiaofei. Yasuo lao về phía giàn tranh trong khi Wayne tiến về Teemo. Javan địch của cũ xó không tốt khi không choáng đúng các nhân vật chính. Đấng dùng cả tính mạng tấn công các tay bắn tỉa và không có đường ra. Thế trận giờ đã khác, Wayne 3 và Wayne 2 là sự khác biệt quá lớn. Cô cắt phát nào, chất lượng phát đấy, thanh máu lại quá chi là dày đặc. Một mình cô chấp tất, khiến 60 cảm giác top 1 đang xa dần khỏi tầm tay. Sau dầu ngàn tuổi thì anh lấy cái lốc để đòn Jinx. Lốc lắp sau và thành công cho cô lép lên trời. Máy chiếu cũng được tận dụng tốt luôn. Senna lên chiều, búp sát cho đồng minh. Đấng bị cho van choáng, còn Wayne thì vẫn đang được thả tự do. Jinx bị ụ súng thu nhỏ, Wayne đã hạ được Taric 3. Phía trên kia thì Yasuo bị Jinx bắn tòe mùm, cái cốc yếu máu sẽ không thể cản Wayne và Javan trở thành kẻ thí mạng tiếp theo. Wayne hello Jinx với một cú cắt gọn gàng. Zeri được một góc xa xăm rỉa trong vô vọng. Chiếc kéo vàng trong làng cờ quạt sẽ lấy mạng cô ta. 60 dùng lốc cho Shen bay lên và cũng thành công né lốc của Xiaofei. Yasuo 6.2 này không thể làm được bất cứ điều gì vì sau khi bị Javan choáng thì Jinx bắn thẳng mặt và cúp luôn. Một mình Wayne đúng nghĩa cánh tim. Cách cô hạ Taric 3 sao cứ như cắt một tờ giấy vậy, nhẹ nhàng và không quá cầu kỳ nhưng lại cực kỳ sắc bén. Unstoppable đến từ vị trí búp bê ước nguyện. Đến 6.3 thì Wayne không còn được may mắn mà tự do bay nhảy nữa.
cô bị Javan khống chế ngay từ đầu. Sau khi chui lên thì đối diện ngay nòng pháo của Jinx. Gwen vẫn chơi tốt và hạ Swain, hình nhân rồi tới Jinx. Nhưng rồi lại di chuyển về đám đông và để Jerry được bắn free. Tia chớp thành Zaun được Taric câu giờ cùng dây khổng lồ, thành công bắn hạ Gwen. Sao Fay vẫn còn 4 máu để sửa sai. Rao quyết định 6.6, anh lốc được Jinx của 6D. Gwen xong kiếm hợp bích với Yasuo và cho Taric 3 không tồn tại được quá lâu. Javan tròn vai, choáng được Gwen. Đấng Rao này quẩy nhiệt và tốt hơn rất nhiều. Cả hai đâm chính của Selfie vẫn còn, chứ không phải một mình Gwen gánh team còng lưng nữa. Jinx và Jerry phải lên bảng, đồng nghĩa đây cũng là dấu chấm hết cho 60 Second. Rất đen trong 60 giây của chúng ta khi mà Rao trợ bất ổn 5.4 lại đem về cho Selfie Gwen 3 sao, lách qua khe cửa hẹp và ẵm luôn top 1. Cảm ơn anh em đã xem tới đây. Đừng quên một like, một share, một subscribe để ủng hộ chúng mình tiếp tục ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn nữa nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.